Công viên Bà Rịa giai đoạn 2 là một trong bốn công trình chào mừng sự kiện 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khánh thành trong dịp tổ chức sự kiện. Công viên ở giai đoạn 2 triển khai trên diện tích 30,8 ha thuộc địa bàn phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tổng mức đầu tư 495 tỷ đồng với các hạng mục: khu cây xanh kết hợp thảm cỏ, đồ nhân tạo, hồ phun nước, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, giao thông. Công trình khởi công đầu năm 2019. Công viên Bà Rịa là điểm nhấn quan trọng cho diện mạo đô thị văn hóa trung tâm tỉnh, góp phần bảo tồn và phát triển hệ thực vật đặc trưng của địa phương. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, công viên Bà Rịa có tổng diện tích 44 ha, trở thành công viên lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Riêng khu vực quảng trường nằm trong giai đoạn 1 có sức chứa hơn 20.000 người, là nơi tổ chức nhiều sự kiện kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau nghi thức khánh thành, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Thành phố Bà Rịa đã trồng cây lưu niệm tại công viên. Cùng với công trình công viên Bà Rịa giai đoạn 2, nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, thành phố Bà Rịa còn có 3 công trình được khánh thành là trường trung học cơ sở Phước Hưng, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phước Hưng, xử lý môi trường rạch Thủ Lựu và hai công trình khởi công là bờ kè sông Dinh, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Long.